Queen Metawin, PP Creed và loạt nam thần T-Biz sinh ra ngậm thìa vàng, đóng phim vì đam mê. Những cái tên như Queen Metawin, PP Creed, Binkin có lẽ đã quá quen thuộc với mọt phim mê phim Thái Lan, cụ thể là dòng phim Boy Love. Những mỹ từ như đẹp trai, nổi tiếng, tài hoa quả thực không đủ để miêu tả dàn nam thần Thái Lan này, bởi vì họ còn được biết đến với xuất thân không phải dạng vừa. Mặc dù có nguồn gốc xuất thân từ gia đình trầm anh thế Việt, nhưng dàn nam thần T-Biz này vẫn luôn khiêm tốn khi nhắc về bối cảnh gia đình, luôn nỗ lực và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp bằng chính năng lực của bản thân. PP Creed, giải mã tình yêu em bằng trái tim anh là tác phẩm đưa tên tuổi PP Creed vụt sáng khắp châu Á, đặc biệt là thị trường Trung Quốc và Nhật Bản. Tại Trung Quốc, bộ phim được yêu thích đến độ chiếm áp đảo bảng xếp hạng trong một thời gian dài, đánh bại nhiều tác phẩm đầu tư khủng của nội địa, trở thành tượng đài không thể thay thế trong dòng phim Boy Love. Cũng nhờ thế, PP Creed thu hút lượng lớn fan, đồng thời cũng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất thiên biến vạn hóa. Ở tuổi 23, PP sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ và là gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí xứ Chùa Vàng. Không những vậy, PP Creed còn là cậu ấm của một gia đình gốc Hoa giàu có. Được biết, gia đình PP Creed có truyền thống kinh doanh, chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm sàn nhà cho các công ty du lịch, quán rượu, cửa hàng, trường học, địa ốc. Sinh ra ở Vạch Đích, PP Creed có nhiều điều kiện để khai thác triệt để năng lực và phát triển sự nghiệp vững chắc. Binkin. Sự thành công của giải mã tình yêu em bằng trái tim em không chỉ đưa tên tuổi của PP Creed trở lên vụt sáng, mà bạn diễn đóng cặp với anh chàng là Binkin cũng tạo nên một sức hút vô cùng lớn. Được biết đến với vai trò là một diễn viên ca sĩ, Puthipong Asakaratakun, Binkin là một trong những mỹ nam T-Biz có gia thế khủng đáng ngưỡng mộ. Được biết, gia đình Binkin có gốc Hoa, anh là cháu trai của gia tộc kinh doanh nức tiếng. Mặc dù mang danh sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng anh vẫn miệt mài tham gia hoạt động nghệ thuật và nhận được nhiều lời khen của khán giả. Không chỉ hết mình với sự nghiệp diễn xuất, Binkin còn được đánh giá cao khi lấn sân sang lĩnh vực người mẫu, MC, ca hát, Queen Metawin. Là một trong những diễn viên trẻ của làng giải trí Thái Lan, Queen Metawin gây ấn tượng với sự nghiệp đồ sộ ở tuổi 23. Năm 2020, tác phẩm Boy Love Together oanh tạc khắp châu Á trong cộng đồng fan hủ nữ, giúp Queen Metawin có thêm một bước tiến xa hơn trong sự nghiệp, trở thành một trong những cái tên được săn đón hàng đầu Thái Lan. Không chỉ oanh tạc khắp showbiz Thái với nhiều dự án điện ảnh, thời trang, Queen còn rất đa tài và có khả năng kinh doanh đáng ngưỡng mộ. Ngoài thành công ở lĩnh vực diễn xuất, anh còn có năng khiếu hát, chơi nhạc cụ và là gương mặt đắt khách của nhiều tạp chí và nhãn hàng nổi tiếng. Chưa dừng lại ở đó, Queen còn khiến khán giả trầm trồ tán thưởng khi tự mở kinh doanh riêng với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thời trang đến ẩm thực. Hiện tại, nam diễn viên là ông chủ của ba thương hiệu lớn tại Thái Lan gồm bánh ngọt, kem và hãng thời trang. Đáng chú ý, Queen còn khiến dân tình ngưỡng mộ khi được sinh ra trong một gia đình trầm anh thế Việt. Được biết, gia đình của nam diễn viên là một gia tộc gốc Hoa có tiếng tại Thái Lan, cả bố và mẹ đều là doanh nhân giàu có. Queen thường khoe ảnh chụp tại căn biệt phủ rộng lớn và từng gây sốt khi check-in trong nhà vệ sinh có điểm nhấn là chiếc đèn 34 triệu. Ngoài ra, Queen còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe có giá trị khủng. Mặc dù có xuất phát điểm đáng ghen tị, nhưng Queen luôn tự đi lên bằng chính tài năng và thực lực của bản thân. Peach Pachara. Sau thành công của bộ phim bom tấn tuổi nổi loạn, tên tuổi của Peach Pachara trở nên hot hơn bao giờ hết. Anh cũng là một trong những mỹ nam rich kid chính hiệu của T-Biz khi có nguồn gốc xuất thân hoành tráng không ai sánh được. Được biết, Peach là con trai thứ hai trong gia đình thuộc gia tộc Chirathivat danh giá. Theo truyền thông, gia đình anh sở hữu trung tâm thương mại lớn, có thương hiệu khách sạn nổi tiếng và nắm quyền nhiều chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhỏ. Gia tộc Anh được xếp ở vị trí thứ 3 trong top 50 gia tộc giàu nhất Thái Lan và lọt top 50 gia tộc giàu có nhất châu Á với vị trí thứ 14. Dù sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng Peach chưa bao giờ ngừng nỗ lực đi lên từ chính tài năng và niềm đam mê của mình. Không những vậy, anh còn khiến khán giả nể phục vì trình độ học vấn đáng nể chuẩn con nhà người ta. Tuy có xuất thân từ gia đình trầm anh thế Việt, nhưng dàn mỹ nam này luôn khiêm tốn khi nhắc về gia thế, luôn miệt mài tham gia hoạt động nghệ thuật và vươn lên bằng chính tài năng và thực lực của mình, xứng đáng là nam thần hàng thật giá thật của showbiz.